chào tất cả anh em đã quay trở lại với Thạch Đức Velo. Hôm nay team làm rất là nhiều cái clip về trò chơi chế tạo và những cái hư hư thật thật ảo ảo, con muốn đi cái đầu luôn. Tôi cũng rất là trời sợ rồi. Thì hôm nay tôi quyết định sẽ làm một cái clip gì đó mà liên quan tới cái thao này. Thao này mình làm clip giặt đồ khổng lồ anh. Vậy mày lấy hết quần áo vậy mày giặt mình mày đi. Cái này nè, biết làm gì không? Làm cái gì? Đi ăn xin. Trời ơi, ăn xin cái thao này chắc mày xin hết cái vũ trụ này luôn á. Cái ông nội này tào lao mà. Cái thao này á ta để dùng gì à? Dùng làm cái gì? Cửa chân. Trời ơi, nó giỡn thôi chứ. Em thấy fan comment là kêu anh em làm cái thao mì cây khổng lồ đi. Ẩm thực. Không rồi, mình không có làm ẩm thực. Ok, vậy thì hôm nay team quyết định đâu đưa đây cho tao, đây cho tao. Dạ, đâu à? Ok anh em, vậy team hôm nay tiếp tục quyết định sẽ làm một cái mì thao mì cay khổng lồ. Yeah. À, tôi cũng xin nói luôn là anh Quang và anh Định mới tạo hai cái kênh YouTube, sắp tới sẽ góp thêm clip cho anh em coi. Anh em nhớ qua bên đó đăng ký ủng hộ anh Quang Victory và anh Định. Định mệnh. Nghe tên định mệnh là tôi thấy số tôi. Giống cái kênh Victory tôi có định mệnh ở đây là tôi biết là kênh của tụi mình rồi đó. Trời ơi. Hả? Có tại vì đập mất cái thao của tao luôn rồi. Quá, tao ngủ mất dạy. Quá, tức quá chạy. Rồi. Nó chạy rồi. Ok anh em, bây giờ thì mình đi ra chợ mua đồ về làm thôi. Ok, khởi động máy nè. Con chó kia tránh đường. Chó gì mà nó chú vậy? Nó có nhiều chú thì chạy nó, mày nói nó như vậy. Ok anh em, tôi vừa mới thấy bánh mì rồi. Ây da, đè xuống bị chút bụng đau quá. Bây giờ tôi với anh Định sẽ đi qua bên đường mua mì. Chuyện đầu tiên. Mua cái này về, mì này ngon à. What? Mì này là mình phải nấu nước thật là sôi. Mì này sao giống lông quá vậy? Thì mì này là mình phải nấu nước sôi mình chụm vô ăn mới ngon được. Đây. Đó, lấy con một cái này nha cô ơi. Ok anh em, thì tiếp theo là mình sẽ mua cá viên chiên, mua tôm với cái nữa là tôi đủ đủ rồi. Bây giờ thì cũng là trưa rồi thì mình mua về để mình ăn trưa luôn. Em nghĩ là mua ớt. Mua ớt đúng không? Mua ký ớt. Ok, cái gì? Một ký ớt? Siêu cay mà. Siêu cay luôn. Cô ơi, ăn mì cay mà, một ký ớt ăn nổi không cô? Được. Cay lắm. Thấy chưa, cô nói cay mà. Cô này bao nhiêu tiền hả cô? 28. Rồi, anh Đức trả. Thôi anh Đức trả tiền. Ê, mấy mày. Shit. Tự nhiên lúc nào cũng được, để tôi trả tiền cho. Hiện tại thì team của tôi đã đi tới chợ. Và bây giờ tôi không thấy bán chả cá, không lẽ giờ mình mua chả bò ta? Mình không có cá viên hay mình mua bò viên ăn được không? Mua giấy bò hả? Đâu không được. Mua cái đó tới ông nội tôi hay gì? Bò viên hả? Tụi em có 4 viên à? Thôi cũng không quan trọng chi, anh không nổi đâu. Kìa lắm. Em 2 lạng này đi. 2 lạng cho 30 ngàn luôn đi. Rồi lấy 30 đi. Bây giờ thì tụi tôi mua tôm nha. Tại tôi thấy mấy con này nó còn sống, nó nhảy nhảy nè. Tôi khoái. Nó tươi luôn. Rồi 2 lạng vô 30 anh ta. Ủa tôm này là nó thấm nước lạnh nữa ta, sẽ để cục đá vô. Tôm ở đây là tươi ngon lắm nha anh em, ai muốn mua thì ra đây mua. Quay mặt mấy tôm giùm luôn, còn ai cho chủ rồi. Tôm thì còn sống á, lát tôi đem về tôi mua vài con với ăn nó tội nghiệp nó ủ. Tiếp theo bây giờ là tôi sẽ đi mua kim chi. Thì tôi không biết chỗ nào bán kim chi, tôi với anh Định đi vô trong đây hỏi thử coi có bán kim chi không. Cô ơi, ở đây có bán kim chi không cô? Không có. Thôi gì mua ớt đi. Dạ lấy con mua ớt vậy? Ớt này về ăn chắc chết tôi luôn á, trời ơi con trái ớt mà nó bự. Dạ lấy ký đi cô, ký bao nhiêu nè cô? Ký ớt đó là gì vậy? Cái này hả? Thôi, lấy 1 ký luôn. Rồi, quyết định lấy 1 ký ớt này luôn. Ớt này là ớt khủng lồ nha anh em. Coi nó dài hơn cái tay của tôi luôn. Anh Định kêu lấy 1 ký một lá, anh Định phải ăn nha. Quá trời ơi. 1 ký nha anh em. Tôi quay, không thấy rõ. Còn phải bóc thêm cái cân trị giá 1 ký luôn. Ở đây đang hoang tử tế lắm. Mình lấy 1 ít hành lá luôn đi. À. 1 lá là về là tôi sắc hành luôn. Tôi là tôi khoái làm mấy cái ẩm thực cái đồ ăn luôn. Anh em thấy không? Đây nè, nguyên ký ớt luôn. Đó nè luôn. Nguyên bao bự à. Thằng Quang ở đứa ở ngoài xe nó thấy nó lắc đầu rồi. Đây. Đây, anh mua 1 ký ớt về để cho tụi em ăn clip rất là ngon luôn. Trời gì bự như ai. Trời ơi ăn gì mới ngon. Trời ơi, ớt này ăn chắc lòi hỏng anh đứa ơi. Thì bị cay mà ăn phải cay chứ. Nãy giờ đi vòng vòng ngoài đường kiếm mua kim chi không có với chả cá thì thôi bây giờ tôi biết định là sẽ đi vô trong siêu thị Bách Hóa Xanh mua. Đó bây giờ tôi với anh Định sẽ đi vô Bách Hóa Xanh mua kim chi. Kim. Ok anh em, bây giờ cái quầy này. Cái này là cái gì? Cá viên ba sa. Cá viên. Thôi cái này ăn không ngon. Củ mà. Đúng rồi. Mua cái loại mà cá viên bình thường á nha, chứ có cái rau củ vô ăn nó kỳ lắm. Này giống mình đi kiếm đi. Đây đây đây. Cái đó cái gì?
cá viên thì là trời ơi. Còn cái này là cái gì? Cái này là bia ngộ hả? Red Horn là con ngựa đỏ. Ồ, bia ngộ hả? Cái này không có quảng cáo bia nha em. Ok anh em, nãy giờ kiếm quá trời luôn, bây giờ tôi mới phát hiện ra thì ra là kim chi cải thảo cắt lát nó nằm ở đây. Ok, tôi sẽ lấy một hộp kim chi. Còn chả cá trong này tôi không thấy bán, tôi sẽ đi chỗ khác tôi mua. Ở đây toàn là bán mực chiên với gà viên, bò viên không, nhưng mà ăn như vậy đó không đúng, mình phải mua là chả cá. Đúng vậy. Ok anh em, bây giờ mình sẽ lấy hộp này. Ăn nước luôn nước. Sao ăn sao? Thì không có cá, ăn không ngon đâu. Mua mấy con này thả vô con cho ngon. Trời ơi, con cá này ngon vậy? Cá này mới đỉnh nè, bơi ngửa. Bơi ngửa luôn. Ủa, con này giống như là đường đồng viên quốc gia. Bơi ngửa. Đó, tụi nó đang lấy xe kìa. Tôi biết mà tụi nó tôi quay, tôi mua bịch sâm bổ lượng tôi ăn. Tôi là tôi khoái ăn sâm bổ lượng lắm. Yeah. Đây là sâm bổ lượng thôi. Cô ơi, lấy con một bịch này coi. Trời ơi, sâm bổ lượng. Ai mà có sở thích ăn sâm bổ lượng với tôi nhớ comment bên dưới nha. Có sâm bổ lượng ăn mình nè, không cho anh em. Trời cô ơi, lấy con bốn bịch đi cô ơi, bốn đứa lận. Thêm bịch tông khô nữa, tông khô chứ. Trời ơi, chết, một bịch thôi cô ơi. Không, qua đi. Ủa, sao mày lấy con bịch vậy? Hai bịch nữa. Hai bịch ăn gì tự chọn đi chứ. Chết tôi. Wow, tôi phát hiện thấy cái quầy trứng cút của anh Tú qua đường ghê quá, quê quá anh ơi. Anh đợi cho tôi vô, tôi mua trứng cút một cái để cho tôi bình yên qua cái con Tết này mới được. Cô ơi, lấy con một vị trứng cút với cô ơi. Ủa? Con có hai cái trứng cút mà con muốn lấy trứng cút cầm được. Này, trứng cút này đâu ăn được đâu. Ok, lấy một vị trứng cút nha. Nhiều rồi cô? 8. Đây là trứng cút nha anh em. Ê, what's up? Sao tôi đi đâu cũng gặp mấy thằng ông nội để cho nó ám tôi sáng giờ. Nha, trứng gà được. Đây. Sao mày ngu quá vậy? Mày lấy có một bịch vậy? Lấy nguyên rổ luôn. Yeah. Oh, shit. Chị muốn lên thành nè. Qua đây. Quán này có gà sâu nè. Trời ơi, nguyên rổ quá. Nhảy nhiêu? Nhảy nhiêu con? Trời ơi, nhảy giá 200. Đưa cho hay sao? 200 ngàn quanh, 200 ngàn quanh. Trời ơi, hơn 100 ngàn rồi đó. Mày mua hết chỗ này phải không? Đúng rồi, anh trả tiền mà. Còn mày đi hả? Tao đâu có trả tiền, tao đâu có đủ tiền để trả, tao đi về trước vậy Đức ơi. Dạ 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 dạ. Nãy giờ Đức kiếm cho cá hoài không có, mệt ghê đó anh em. Ý, anh Đức, anh ăn lúa không? Ăn ở đâu? Nè. À lúa vô đây hả? Lúa trời luôn nè. Ôi mà tao thấy lúa đi hết mày nè. Giờ tụi coi. À lúa. Trời ơi, chim quá trời luôn, ỉa lên áo của Tuấn. Trời ơi mới. Thầy dám em luôn, tôi mới tới chim nó ỉa rồi. Oh shit. Thôi thôi trời ơi, đi lẹ không. Chạy. Thôi hai kia nó chạy trốn trước rồi kìa. Trời ơi cả tôi anh em à. Tiếp tục tôi đang có mặt tại một cái siêu thị khác gần nhà tôi. Thì bây giờ tôi đi kiếm cá viên chiên trong đây. Đó. À đây. Bịch này rồi cá viên. Ok, tôi sẽ lấy bịch cá viên này. Ok anh em, cuối cùng thì tôi cũng đã mua được bịch cá viên chiên rồi. Bây giờ bắt đầu về thực hiện clip làm tô thao mì cay khổng lồ cho anh em coi thôi. Yeah. Anh em ơi, tụi tôi đã mua hết tất cả đồ để cần làm mì cay về nhà rồi nha. Đây, hai dĩa rất là khổng lồ. Đây trứng cút, đây chả cá, đây kim chi, đó hành ngò mì á. Và món ngon nhất chính là tô. Tô là phải cho nó miếng nước vô đã. Ủa, nhảy. Ủa, chế vô đó chứ gì? Trời ơi, con tô mày nó thở nè. Kiều chế vô thao, kiều chế vô. Ờ, kiều chế thao thì chế gì vậy? Không, giờ chế thao ụp mẹ vô luôn. Cái gì quậy vậy? Wow, tụi tôi chơi là tôm tươi sống luôn nha anh em. Đó, nó đang bơi nè. Vô. Ủa, nó cắn. Trời ơi, nè, cái chân đó nè. Ôi, rất là dễ thương luôn. Massage chân. Bé tôi hô hấp. Massage. Hô hấp hả? À, anh định đang hô hấp nhân tạo cho con tôm. Ủa, anh định đang hấp gì nói vậy? Vậy mày? Anh biết không? Mọi người là hô hấp đè xuống, còn mình giật vậy thôi. Trời ơi, sao này hô hấp gì con tôm vậy? What the fuck? Đúng rồi, tỉnh luôn rồi. Nghe mùi đích quanh quang cái tỉnh luôn. Rồi thôi không giỡn nữa. Bây giờ tụi tôi sẽ sơ chế cho cái món này. Bây giờ anh em tụi tôi sẽ cắt hành, cắt ớt, làm kim chi và luộc trứng cút. Ok anh em bắt đầu làm thôi. Giới thiệu với anh em, clip hôm nay có sự xuất hiện của chị VV. Hello mọi người. Nhớ đăng ký kênh của VV Channel nha. Đó, bây giờ tôi sẽ nhờ chị V cắt giùm tôi hành lá. Tại vì á, sáng giờ chị V chưa ăn gì hết. Sẵn làm cái thao mì cay khổng lồ này cho chị V vô ăn chung luôn cho nó vui. Tôi sẽ đi review vòng cho anh em coi. Tớ ăn mì cay. Vậy nó mới ngon.
chết chị B rồi. Hôm nay chị B ăn hai cái dĩa ớt này là một ký ớt. Hát vừa thôi. À bây giờ coi chị B xác hành nha. Ok bây giờ chị B sẽ xác hành đây nha. Bây giờ tôi sẽ đi ra sau. Tôi coi mấy thằng ông nội kia coi nó làm cái gì ngoài sao rồi. Đó, lần đầu tiên chắc hẳn các bạn sẽ thấy các anh trai xuống dưới bếp. Ủa còn là hóa da nữa. Đây là đang luộc trứng cút. Đó, luộc trứng cút. Mình gọi cái gói dùng đâu. Đó, luộc tôm nha, rồi. Ok. Đó, sắp xong rồi nha anh em. Trứng cút đã chín bây giờ, đang ngồi lọt trứng cút. Wow, trứng cút trắng tinh luôn. Hành mới xách ra xanh lè, xanh lé. Thấy anh Quang. Ủa Quang xong nấu đầy Quang. Ủa anh Quang làm gì bên đây vậy? Anh Quang đang thực hiện chân cút. Trụng. Tôi đã chuẩn bị hết đồ dùng nha anh em. Đây, cải, trứng cút, cà chua, với cái này. Tôi mua thịt lẩu Thái về để tôi nấu thành cái mì cay luôn anh em. Đây, đang nấu nước. Quang vô phụ tay thôi. Sao? Canh nước đi bạn. Trời, canh nước phải canh quá. Chiên cà chua. Anh định đang cắt. Thấy đầu bếp ở ngoài người ta cười à. Đâu tôi thử làm đầu bếp của trên TikTok nó có đèn. Đầu bếp chỉ nhìn phía trước. Ủa kiểu mày. Đó anh em, đó cái nồi bắt đầu sôi nha anh em. Đó định đen nêm nếm lại nhẹ. Bỏ kim chi vô. Đó, bỏ kim chi nha, đó, kim chi nè. Ừ, đỏ, đúng đỏ luôn. Ngon quá. Wow. Đi tính đầu miệng đỏ luôn. Nước này luôn. Này đúng là chất mì cay luôn nha. Ngày chết. Bây giờ tôi đang bị lỡ miệng anh em à. Chết luôn. Đó, cái nồi quá hấp dẫn luôn nha anh em. Như cái nồi lẩu. Ok nha anh em. Cái nồi của tôi đã xong rồi nha. Đó, giờ phải bưng cẩn thận nha anh. Này là sơ sức một cái là đi luôn á. Nước sôi, này là đi xa lắm á. Đây, lấy đi, nãy giờ lỡ rồi nha. Ủa, vậy còn đồ? À, tất cả nước lẹ để vô đó rồi. Bây giờ anh Tuấn chỉ đem mì ra thôi, thì chúng ta bắt đầu thưởng thức. Anh em, tôi sẽ bỏ ớt vô hết trong này. Hết vô luôn hả? Ăn hết luôn. Rồi vậy. Để gì vậy? Ủa, sao có xúc xích nữa? Ai hỏi xúc xích gì? Lấy xúc xích của tôi mà. Ok anh em, bây giờ anh Tuấn lại anh sẽ đổ mì vô nha. Khoan. Đổ đây nữa. Từ từ, ok, nó sống mà. Hả? Ờ, cái này sống, đổ vô. Này, đổ này đi, bỏ vô cho chín. Vô, bây giờ đổ này vô đi. Rồi, anh em. Giữ cái thằng. Chân nha, chân nha. Vô. Wow, nước sôi bốc khói luôn. Rồi, cái rồi anh em. Wow, thao mì cay khổng lồ. Thơm phức luôn. Tôi còn để này vô nữa anh em. Trộn lên. Cái thao mì cay của tôi á là vừa có tôm nè, trứng cút nè, chả cá nè, có thêm xúc xích luôn. Cái này chưa cay đâu anh em. Còn tới phần quan trọng. Đó chính là. Ớt này không cay đâu anh em à. Tôi nhìn thấy ớt là tôi nứt cục luôn rồi. Đến lắm cho ăn này hả? Đấy, tôi sẽ cho anh em biết là tụi tôi ăn thật, rất là thật luôn. Sao quậy quá vậy? Mà tân vlog cũng phải sợ mà. Trời ơi. Trời mẹ ơi, cái gì? Mẹ ơi, đi luôn. Trộn lên đi. Trộn nè. Mới vào hành vô. Bi rồi đi Bi. Đó, hôm nay là cho chị Bi ăn sáng luôn nha. Tụi tôi ăn rồi, ăn cái này gọi là mì cay cấp độ 1000 luôn anh em. Cái cấp độ 10 là cấp độ gà bắp rồi. Tụi tôi ăn rồi cấp độ 1000 luôn anh em. Tôi thấy cái này là cấp độ vũ trụ luôn rồi. Cấp độ này là 1 ký nè. Ký ớt nữa. Cái này là không thuộc về trái đất cái hành tinh này rồi. Trời ơi, bỏ ớt đi sao tụi anh. Rồi, ăn nha. Còn lên, ăn thử cái mì cay này coi nó cay như thế nào nha. Thử, tụi mình chú. Hồi giá bằng khô, giá bằng nước luôn anh nè. Ăn tên qua người ta sốt. Sốt người ta kêu là ăn cay nó đủ. Ý, tôi ăn được chả cá trước. Đổ hết mọi người. Đổ ăn ớt nè. Đổ hết. Ngon quá anh. Ui, định ăn ớt ghê vậy. Hay rồi đó. Ngon không? Trời ơi, không nhìn đậm chắc hết. Trắng, trái. Vô lên. Khóc luôn nè. Ôi trời ơi. Trời ơi còn chị Bi nè. Của anh nè. Ủa của anh hả? Ừ. Cái gì của tôi cũng nguyên trái luôn vậy? Ngon quá. Quá đã luôn, cái thao mì cay này ăn xong là no luôn nha anh em.
thở hả? Ăn rồi, người ta gọi ăn cấp độ 1000, người ta mới ăn luôn chứ không? Trời ơi. Trời ơi, anh định cắn hết trái ớt luôn. Trời ơi, má ơi, cay. Trời ơi. Cay đâu rồi? Cay dở chứ chịu nổi rồi. Ủa, đổ trứng cút vô chưa? Trứng cút đâu? Ở rồi, ở dưới á. Ngon quá, thế này mà ngon quá, tôi chưa dám vô ăn, tôi đang coi tình hình coi anh em có chịu nổi không, tôi mới dám vô. Cay, trời ơi, cay sụp mũi luôn á. Gì nữa? Trời ơi, cắn heo cái rụp luôn. Trời ơi. Này trời lớn ghê. Này trời lớn ghê. Tô mà thịt đồ trắng bắp còn ngon khói rồi. Nè 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 nè. Rồi chấm 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 chấm. Ủa. Cha rồi mặn chết tôi luôn rồi. Ủa. Kiểu này em về ỉa không ra luôn anh. Trời ơi, cái gì gọi vậy? Ngon. À, giờ chị Bi ăn nè. Ngon mấy ớt đâu. Ngon ngon. Quá ngon rồi. Đúng rồi. Thôi tôi đứng đây tôi bóp bằng ké chứ tôi dòm hồi tôi chịu không nổi á. Nhìn Tuấn ăn là nè. Tuấn ăn ơi. Trời ơi gì ghê vậy. Mà giống khỉ quá. Ăn xong cái đầu thai luôn. Thai đó, bây giờ tới lượt tôi ăn nha anh em. Cay quá, nhưng mà cái nước lèo của nó rất là ngon luôn. Anh cái nước lèo này là anh định anh em nha. Đó, bây giờ tôi sẽ thử cái nước lèo này. Cay lắm nè. Trời. Bị sặc ớt luôn rồi. Cay quá. Trời. Bị cay cấp độ siêu vũ trụ nha. Hả? À, ăn cái viên chiên đi. Ngon quá. Tiếp theo em đổ đang đổ. Yeah. Trời ơi, em đậm. Cảm ơn em đổ mồ hôi chứ. Ăn người ta mới gọi ăn có tâm. Ăn có 3 miếng thì không dám ăn nhiều luôn á. Ừ. Ăn miệng ngon thôi. Thôi thôi. Vô đi. Trời ơi. Trời ơi, giả rồi. Trời ơi, anh tốt đâu. Đây cái chén của tôi. V sao V không ăn ớt đi V. V sợ, V thấy cái nồi ớt là V sợ. Chiến đấu. Con gái có ăn nổi đâu. Trong nè. Ý. Alo. Cái nào cũng ăn ớt rồi, tới lượt anh. Đi đi, cắn lần nữa trái. Trời. Trời ơi, cay chảy nước mắt luôn. Hãy đi lấy nước rửa nè, nóng quá. Thằng đỉnh này. Tôi chưa ăn cái gì trơn, nó cho tôi ăn hết rồi. Dạ ăn đấy, ăn xôn nè. Ăn đêm đó. Cay quá, ăn gì nổi nữa. Ăn rồi nó để trái ớt vậy không mà chết tôi. Ngon quá. Ăn là không bao giờ thiếu hương vị màu sắc này được. Nên anh nước ăn mì phải cho. Tôi thiệt là thử anh em á. Ăn cay dở lắm, tôi ăn cay không có nổi. Tôi thấy như này là chưa có cay đủ. Trời ơi. Tại vì cấp độ 1000 mà. Anh em nghĩ sao vậy, còn một dĩa ớt này làm gì, đổ vô luôn. Trời ơi. Trời dành ra. Trời ơi. Trời ơi. Cấp độ 1000 mà. Một ký ớt á. Thì một ký ớt chứ có nhiều đâu. Anh em ăn hết chứ bộ. Này không cái nồi chấm ớt á. Trời ơi, nhìn đi. Tao ăn nhức đầu quá. Bọt kìa. Trời ơi. Cay quá, nó sổ bọt luôn kìa anh em thấy không? Trời ơi, cái nước lèo này mà bây giờ mà dúng vô mắt một cái nó chết luôn. Thấy anh em thấy không? Tôi ăn mì mà tôi không dám chế nước, tôi ăn khô luôn, tôi đâu dám ăn nước không? Cái nước nó quá cay luôn. Thôi tôi ăn khô chắc cũng. Ừ, cay quá. Trời ơi, giờ múc lên không thấy mì thấy ớt không? Tỷ số hơn tỷ số. Tội nghiệp chú bây giờ toàn thấy ớt. Tôi không biết đồ ăn cả anh em nè. Giờ tôi thấy một màu ớt này. Ăn vậy mất chứ. Ngon. Bên ngoài đó chỉ là mì cay 7 cấp độ, còn đây cái 1000 cấp độ luôn. Mình dẫn vô bệnh viện. Mình đang lấy ra. Tôi kiểu này ăn một mình tôi mà ăn hết nguyên cái nồi này chắc vô bệnh viện xúc ruột. Bác sĩ mà xúc hết một cả một đội ngũ luôn chứ phải một người xúc. Tôi hết hẹn trong đây cũng phải nhớ là điện hư, đen hư luôn nha anh em. Rồi tôi dớt ra. Ủa sao tất cả không ăn gì vậy? Ngồi yên hết trơn vậy? Anh ăn đi, cay 1000 cấp độ. Em ăn còn không nổi mà, cái mỏ muốn phù vậy nè. Ủa gì chứ tôi, anh hỏi ai là người bỏ ớt vô vậy? Em. Vậy em phải ăn nhiều nhất chứ, ăn đi. Không có ai ăn. Bỏ vô cho anh đi. Em chỉ bỏ ớt cho anh em ăn chứ bộ. Thôi thôi thôi, nè nè nè, vậy em chết. Cắn thử trái luôn, kính lão đất thọ vô, cắn. Cắn trái. Chết là định rồi. Rồi, giờ tới quan nè.
Mày Quang, hả? Mày ăn cái gì? Mày ăn lẹ đi. Em ăn rồi, em ăn mì. Tưởng, giữ anh Quang lại. Cái gì vậy em? Em ăn vô. Tại sao tụi thích ăn mì cay mà em không ăn? Em ăn rồi. Ăn cái gì? Đàn sợ nó ăn vô không? Chính lão đắc thọ là hai trái. Hai trái đối với anh Quang là bình thường. Đúng, anh Quang là vận động viên. Thôi, bà trả giết chồng, giết chồng, giết chồng. Rồi, mẻ lên anh, mẻ lên, mẻ lên. Đó. Đó, vô vô vô. Trời mắt con người rồi, đúng mắt, đúng mắt. Trời mù luôn. Chết rồi, chết rồi. Đây là, đây là, đây là. Anh Tuấn bị cay mắt quá. Nãy thì hại người hả bạn? Nói anh Quang là ba trái rồi. Em không ăn đâu. Bây giờ tới chị Vi. Trời ơi, chị Vi nè, không dám ăn nước. Cay quá, ăn không, không dám chơi nước liền luôn. Phải cho phép người cay vậy. Quang hả? Tôi phát hiện anh Tịnh mới ăn trứng cút. Há miệng ra. Đó, cái bẻ thằng trắng, cái bẻ. Hãy có anh Tịnh như rồi giờ. Nó giật cái lỗ mũi luôn. Hồi nãy Quang nó giật cái vô con mắt của nó luôn, nó chưa sợ. Sáng là tôi thấy anh Tuấn bị chia mỉa là tôi biết anh Tuấn hôm nay gặp hên rồi. Rồi xong, một chiến sĩ đã tử trận. Trời ơi, cái thằng này có cái con tặng lỗ nhau đó. Mẹ mà. Ăn lẹ đi nè mấy cưng, ăn đi. Lâu lâu anh mới mua cho mấy em ăn mà. Nãy giờ ba thằng mình cứ đấu với nhau hoài. Ăn ớt không à? Không, nước không ăn. Thì đó. Tới lượt ăn. Tới lượt ăn. Có ăn sao không? Đối với kỳ rồi. Mình phải kết thúc video này đây, để đi xúc ruột cho anh Đức. Nếu anh em thấy video này hay, hãy cho tụi mình một like và subscribe. Chia sẻ video mình được nhiều nha. Yeah. Chảo gì bệnh viện rồi.